Xin chào tất cả các bác. Ngày hôm nay Khang Phú Đạt Audio có anh Tuần. Ở đây là anh Tuần ạ. Anh Tuần là anh ở bên Mễ Trì Thượng. Ngày hôm nay thì anh Tuần có qua công ty để test và mua một sản phẩm crossover StarSound DSP306. Cái hiện trạng của anh Tuần chia sẻ với bên em là anh đang dùng cái con crossover DBX PA+. Đấy thì con đấy thì anh đang thấy nó là không cắt được full và sub chỉnh riêng biệt trên bàn mixer. Và nó tiếng sub nó nhiều quá, nhiều khi mic nói nó cứ lộp bộp thì nghe nó cũng hơi khó chịu. Và ngày hôm nay thì anh có qua công ty em để test và mình dùng cái con DSP306, nó sẽ tách full và tách sub rất hiệu quả. Và đặc biệt là mình có thể căn chỉnh rất là sâu trên cái phần mềm của nó bằng cách là mình kết nối giữa máy tính với cả cái con code này để chỉnh qua bằng phần mềm các bác nhá. Thì đây là anh Tuần. Xin chào anh. Anh cho em xin chút cảm nhận là những cái vấn đề mà lần trước anh đang gặp phải và sau khi anh test và anh mua cái con code này ạ. Thưa mọi người, là hiện tại thì ở nhà em đang dùng cho sự kiện đám cưới, các sự kiện nhỏ thôi. Là cũng dùng cái con code, nhưng mà anh em người ta set up sẵn cho, bây giờ lại để cho anh em ở nhà làm, bọn em lại không trực tiếp làm được, thì anh em có phản hồi lại là cái tiếng sub nó bị nhiều quá, nó ồn khi hát ấy. Đúng rồi, và u nữa. Đúng rồi, ồn ù, nó không rõ được cái lời ca. Cho nên là cũng xem bên Khang Phú Đạt nhiều thì thấy rất là yên tâm. Và ngày hôm nay Khang trực tiếp ở đây thì thấy các anh test thì mình thấy nó rất là rõ ràng mọi vấn đề rồi, thì mình cũng rất là ưng ý cái sản phẩm này. Vâng, thì cũng xin cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của công ty. Và đối với cái con code này thì bên em bảo hành cho anh 24 tháng anh nhé. Cần hỗ trợ gì thì anh cứ nhắn cho bên em để bên em hỗ trợ cho mình ạ. Cảm ơn anh nhé. Thì sau đây em sẽ dán tem và tiến hành cái thủ tục để bàn giao cái con code này cho anh. Khang Phú Đạt Audio luôn đồng hành cùng khách hàng. Chào anh nha, ui ui anh nhà Mễ Trì Thượng mà anh đi như kiểu anh lên chợ rời. Đấy em bảo đi qua cái quán bún phở đấy tầm 300m mà anh đi tìm mãi cả thấy nhà Mễ Trì Thượng gần đây. Anh cũng làm đám cưới sự kiện nhỉ, nhưng mà anh có biết chỉnh máy tính không? Máy tính thì các anh ở nhà biết thì là ok. Không có nào biết anh ạ, chắc là anh thể kè đặt lên cái cơ bản gì đấy giúp em luôn rồi. Thế loa của mình ở nhà là có những loa gì rồi anh? Hai cặp Arribat 40, Shure KEP 50. Rồi, ok. Có monitor không anh? Monitor thì thi thoảng mới đánh nhỉ. Còn anh ở trên YouTube thì em thấy nó cũng khá chi tiết, nhưng mà có cái là nó khác với cái bộ của các anh ở nhà đang dùng, cho nên các anh ấy kiểu gì nó cũng sẽ dùng được thôi đúng không? Mixer thì nói chung là các ông ấy không hay để ý lắm. Mixer thì nó sẽ cơ bản là nó như vậy, nó cũng chỉ có những cái đường out đường in thôi, thì mình chỉ cần đấu nối lại nó với nhau là được anh ạ. Thế em hướng dẫn cho anh nhá. Đây mình đấu nối như thế này này, mình dùng máy tính, nếu mà anh kết nối anh tự chỉnh sửa nha. Đây anh dùng máy tính này, anh cài phần mềm trong đây, nó có một cái phần mềm ở USB đây nhá. Đây này, phần mềm USB ở trong cái hộp này luôn này. Đó, xong anh cài vào một cái máy tính của anh. Đấy, thì cái dây mạng LAN này nó đi kèm với máy luôn rồi. Anh cắm vào máy tính này, một đầu vào máy tính, một đầu vào cái con code kia. Đấy, xong anh bật phần mềm lên. Đấy, bật phần mềm lên này. Ở trong đây thì em đã có sẵn cái phần mềm của nó rồi. Sau khi mình cắm phần mềm, mình tải vào máy tính này, xong mình sẽ phải cài đặt này. Ví dụ cài đặt cái USB driver này này. Đấy, anh bật cái này lên là nó sẽ tự cài đặt lên cho mình này. Sau đó bấm vào cái đây này, cổng này này, bật lên. Đấy, sau mình bấm RB lên là nó sẽ tự động nhận tín hiệu cho mình. Đấy, khi nó tự động nhận cái địa chỉ IP này này, đấy, thì nó sẽ offline. Thì anh bấm vào offline này, nó sẽ online. Nó hiện lên cho anh một cái bảng mật khẩu, thì anh nhập 6 số 0 vào. Đấy, bấm OK. Đấy, như vậy là nó sẽ tự động mà kết nối cho mình. À, khi nó kết nối thì đằng mặt trước này nó sẽ hiện lên cái đèn link này sáng màu xanh là nó kết nối cho mình. Của anh là có hai cặp Arribat 40 này, một cặp Shure KEP. Vừa nãy anh bảo là cái code của anh nó không tách được riêng loa
full với loa súc đúng không? Vâng. Thì bởi vì là do cái con code đấy của mình nó chỉ có hai đường in thôi. Vâng. Là mình chung tín hiệu từ mixer ra, cho nên là mình phải out chung cái loa full với cả loa súc. Thì cái con code này là nó sẽ có 3 đường in và 6 đường out. Thì anh hoàn toàn có thể tách được riêng biệt loa full và loa súc. Nó rất là hiệu quả ở trên bàn mixer. Thì ở đây em có đấu này, hai cái đường này là hai đường loa full cho loa array của anh này. Vâng. Đấy. Là vào hai cái chân đầu tiên này luôn đúng không anh? Đúng rồi. Hai là chân A, chân B này. Đấy, đây là cổng in A, in B của code nhá. Và cái đường này em lấy một đường mon, hoặc là ở trên mixer của anh có cái đường AUX ạ. Đấy, để anh cắm từ đấy ra vào cái cổng C của con code này. Đấy, thì ở đây em set cho anh là tường 1, 2, 3, 4 là loa full. Đấy, thì anh có thể cắm 1, 2 là loa array này, 3, 4 là loa monitor này. Đấy, và 5, 6 là loa sub. Đấy, thì ở đây em đang là 1, 2 là loa full này, còn 6 này là đang loa sub, ở đây chưa dùng monitor. Thì ở... thì vẫn là hai chân này xuống luôn anh. Đúng rồi, hai chân này xuống cũng đẩy. Đấy, hoặc anh có thể sử dụng mono cũng được. Nhưng mà đây là em đang set cho hai đường out sub. Hai đường out mo, hai đường loa array. Ra 1 ra 2 đúng không? Đúng rồi. Đấy, còn ở trên mixer này anh lại chỉnh rất tiện. Đây là đường tổng của loa array của anh này. Loa full đúng không? Đấy, loa full đấy. Rồi, mình đẩy cái này lên là kêu đúng không? Còn đây là đường loa súc này. Đấy. Mình có thể chỉnh to nhỏ ở đây, hoặc là anh có thể cho mix xuống súc. Đấy. Đấy. Cái của anh là nó đang bị nó nhiều bát anh không xử lý được. Đấy, thì đây là mình sẽ tách được riêng cái đấy và mình sẽ chỉnh được nó hiệu quả hơn. Đây là full nhá. Đấy. Còn nếu anh muốn chỉnh súc thì đây, anh muốn to nhỏ đều được. Đấy. Anh chỉ cần đẩy fader này ở trên mixer thôi. Đấy. Đây, ví dụ muốn to hơn, thấy yếu thì mình cho to hơn này. Đấy. Còn nếu mà thấy nó vừa đủ rồi thì mình muốn giảm đi thì mình chỉ cần kéo này cái này thôi. Hoặc là ở trên micro anh muốn cho nó ra súc thì anh chỉ việc vặn các đường mà anh out thôi. Ví dụ ở đây em out đường mon này, em cắm mic ở đây thì em chỉ cần vặn đường mon này lên thôi. Nếu mà em cắm đường aux thì anh chỉ vặn đường aux này lên là mic nó sẽ ra súc. Nhưng mà thường thường thì người ta sẽ không cho mic ra súc mấy. Đấy. Trừ khi cái trường hợp mà nó yếu quá thôi thì mình cho nó thêm một chút để cho nó tiếng nó dày hơn. Đấy, nó trầm ấm, nó nghe nó có lực hơn thôi. Đấy. Đấy, như thế là nó rất là tiện cho anh. Đấy. Cái bàn mixer ở nhà nó đang như này này anh này. Rồi em sẽ hướng dẫn cho anh cách cắm luôn. Bàn mixer này của anh nhá thì nó cũng có ít đường thôi. Thì ở đây anh nhìn thấy cái chữ main đây không? Main output này. Tức là main là tổng đấy, LR đấy. Thì anh out hai cái đường này xuống cổng in A và in B của con code kia. Hai cái đầu tiên luôn. Đúng rồi, hai cái đầu tiên. Và ở đây anh có đường sub out này. Đấy. Anh có thể cắm đường sub out hoặc đường aux out này. Đấy. Vào cái cổng C của con code để dùng cho loa sub. Đấy. Cổng C là cổng thứ 3 này. Đúng rồi, cổng thứ 3 đấy. Đấy là cổng C là dành cho loa sub. Thế thì phải là một đầu đầu 6 ly và Canon đực. Anh đấy. Có cái loại đấy không? Có. Đấy, anh cắm một trong hai đường này đều được nhá, đường sub out hoặc là đường aux out đều được nhá. Trên này hoặc dưới này. Đúng rồi. Đấy, đều được hết. Yeah. Thì sau đó thì anh lại lấy cái tín hiệu từ con code này. Yeah. Đấy, tín hiệu của full thì cắm vào cục đẩy đánh full. Yeah. Đấy, tín hiệu của sub thì đánh vào cục đẩy đánh sub. Yeah. Đấy, và monitor thì cũng tương tự như thế. Yeah. Đấy, như vậy là ok. À, đường monitor là đi lối nào anh ở trong này? Đường monitor thì anh lấy cái đường out là đều được. Đấy, anh có thể lấy đường aux out. Vâng. Đấy. Ví dụ ở đây nó cho mình đường sub out luôn đi thì mình cắm luôn đường sub đi. Luôn. Đấy, cắm đường sub này vào cái con cổng C của con code nhé. Còn đường aux out này thì anh cắm monitor. À, nhưng mà ở đây nó chỉ có 3 đường in thôi. Thì anh chỉ có cắm đường full với đường sub thôi. Còn anh lấy tín hiệu chung từ cái kia để xuống monitor. Cái cổng 3-4 thế này. 3-4 này anh out xuống cái cục để đánh monitor thì anh có sử dụng monitor. Đấy. Như vậy là được thôi anh ạ. Thì cái bộ của mình thì ít khi dùng monitor. Cái này luôn. Đúng rồi, anh có hai cục đẩy này nha. Đây là cục đẩy Yamaha GHS à. Đây nha, đây. Ví dụ em đang hướng dẫn cho anh cái con này cắm vào code rồi đúng không? Vâng. Xong từ con code này, cục đẩy dưới là đánh súp đúng không? Vâng. Thì anh lấy cái đường 5-6 cắm vào cái cục đẩy dưới này là đánh súp này. Vâng. Đấy, đường 1-2
cắm vào cái con cục đẩy đánh phun này. Vâng. Đấy, thế thôi là xong. Vâng. Đây, y lột như thế kia. Vâng. Mình chỉ thêm một cái rắc kia là cắm vào con súp nữa. Vâng. Cắm đường 5, đường 6 hoặc là anh có thể cắm mono kia, anh link cục đẩy sang là được. Đây, ví dụ như cắm một cái đường 6 kia nhá. Vâng. Thì anh cắm vào cái đường in A này. Sau đó anh lấy cái một dây tín hiệu nữa, anh link đường out của in A này xong cắm vào in B này của cục đẩy là nó sẽ link tín hiệu vào nhau là chạy mono. Đấy. Ví dụ anh cắm cả đường 5, đường 6 hiện vào cục đẩy. Cái này cũng đang chạy mono anh ạ. Rồi, chạy mono thì súp thì nó chạy mono thì nó mạnh hơn và nó đảm bảo hơn. Sẵn như thế thì cho lên kia luôn thôi anh ạ. Đúng rồi, đúng rồi, sẵn như thế thì cắm một chân lên đấy là được. Hoặc là anh cũng có thể cắm hai chân, lấy là tùy anh. Vâng. Đấy, lịch trình như thế nó rất là tiện. Côn và súp tách biệt riêng, không muốn súp cũng được, do to nhỏ đều chỉnh của em. Đường này thì nó lên như này có ảnh hưởng gì không? Đây nha, bây giờ cái đường tổng của anh là đường main đây này. Yeah. Đấy, đẩy hai cái này lên mức 0 nhá. Yeah. Là tổng này. Đấy, có đường súp này, anh cũng đẩy lên tùy theo anh thấy to nhỏ như thế nào anh chỉnh nhá. Một con này là súp đúng không? Đúng rồi, cắm đường nào thì chỉnh đường đấy. Súp đây, ở đây nó có ghi súp 1 2 và 3 4 thì anh cắm đường nào thì anh đẩy nó lên thôi. Yeah. Còn ở đây mấy cái này. Núm, những cái núm này à, đây chính là những cái núm đường AUX của anh à, ở đây anh có 4 AUX đấy. Khi mà anh cắm đường AUX, ví dụ mà anh cắm đường AUX thì anh phải vặn cái này lên. Đây là gọi là AUX tổng. Sau đó là anh ra cái đường thành phần này đấy, anh đẩy nó lên, anh vặn nó lên. Ví dụ anh cắm đường AUX 1 chẳng hạn thì anh đồng thời anh phải vặn AUX 1 của cái đường này này. Sau đó là vặn cả cái đường 1 AUX 1 của cái chỗ này nữa. Tưởng tượng đây là một cái khu tổng. Đấy. Sau đó là mình vặn khu thành phần ở đây lên. Đấy. Nếu mà một trong hai cái này không vặn lên thì nó cũng không kêu đâu. Đấy, thì nó chỉnh như thế thôi là dễ. Con này là mixer của Phil à? Vâng. Phil hoặc là con Pro 16. Pro 16. Như thế, không khác con gì Mark đấy. Effect cũng giống như con này. Đấy. Con này effect của nó hay không em? Cũng... em thấy cũng như con đi là cọp này kiểu đấy. Vâng. Thế thì là mình dùng nó cũng nhàn, cũng ok đấy. Trong khi nào cần cái thiết bị gì thì em chạy qua. Rồi rồi, cần hỗ trợ gì thì anh cứ nhắn. Tôi lúc nào có xin quý tài sản hộ một đôi nữa, đôi kia. Vâng, mình cấp dần đấy. Ở Hà Nội này mình cũng có nhiều show lắm.